Huyền 423, Thùy 313, Minh Hải 323, Cư 333, Dung 423, Thoa 323, Sam 323, Tiến 423. Câu đầu tiên nha, chúng ta thấy chữ Hán là chữ quần và chữ chúng đúng không? Thì các bạn câu này các bạn phân vân giữa 3 với 4 là nhiều. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là chữ chúng ấy, chữ chúng nó có cái vần, nó có cái phần phần vần là ung đúng không nhỉ? Thì thông thường những cái chữ có phần vần là như thế ấy. Đấy, từ ba chữ cái trở lên thì thường nó sẽ có trường âm. Ngoại trừ đặc biệt là chữ chủng. Chữ chủng chúng ta biết trong từ chủng loại ấy, nó sẽ không có trường âm. Còn gần như là các chữ khác nhá. Ví dụ như là chữ tùng này, đúng nhỉ? Chúng này. Tóm lại là những cái dạng như ong, ông rồi thì an, ung vân vân. Trừ chữ chủng ra là không có trường âm, còn lại những chữ kia đều có trường âm. Do vậy cái chữ này phải có trường âm mới đúng. Đấy, nó sẽ là gân sư, đáp án đúng là 4. Đấy. Nhiều ông bà. Chữ này là quần chúng, có nghĩa là gì nhỉ? Đám đông, quần chúng này. Nghe nghe tin có cái sự kiện đặc biệt, sự kiện hiếm khi mới diễn ra thì quần chúng đã ập đến quảng trường. Câu số 2. Kore made no gakusetsu wo nani nani wo nani nani yo na shinjijutsu ga hakken sareta. Một cái sự thực mới mà gì đó các cái học thuyết từ trước đến nay nó đã được tìm ra, đã lật đổ đúng không? Đấy, đã bác bỏ, đã phủ định lại những cái học thuyết từ trước đến nay. Thì đây là chữ lý đúng nhỉ? Cái chữ này trong từ gì đây? Trong từ gì các bạn biết không? Bình thường mình hay dùng cái âm gì, âm cương gì của chữ này nhiều hơn? Đây là một, đây cũng là âm, đúng rồi, ô. Ô nhá. Còn âm khác của nó là gì nhỉ? Kutsugaesu đúng không? Đúng rồi, như vậy là hai. Cái chữ này nó là gì đấy? Nó là đã từng được ra ở trong phần cách dùng từ nhá, phần động từ ấy. Đúng là hai. Hirugaesu là chữ gì các bạn? Chữ phiên đúng rồi. Hirugaesu này là chữ phiên, có nghĩa là làm lật đúng nhỉ? Madoa sự là gì? Chữ gì đấy? Chữ nghi hoặc Chữ hoặc nhá. Chữ hoặc trong từ mê hoặc. Đúng nhỉ? Làm gì nhỉ? Làm bối rối. Làm yuruga sự thì là chữ gì? mời sao Yuruga sự đây. Chữ giao. Có nghĩa là làm chao đảo. Câu số 3 này. Chữ này này. Cái chữ này nhá. Được ra rất là nhiều lần. phục Có thể là cái có thể là phần gì đây nhỉ? Có thể là phần 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 mô đai 2, phần từ vựng, có thể là phần từ đồng nghĩa. Đấy, và phần cách đọc kanji. Biết đâu lại có lúc nó sẽ cho trong phần cách dùng từ thì sao? Kono bunshou ni wa toji no sekatsu no yosu ga kokume, đúng rồi, kokume ni kiroku sarete iru. Như vậy đây đã phải là đáp án số 3 đúng không? Kokume mới đúng. Từ này nghĩa là gì các bạn? chi tiết cụ Hả? thể Chi tiết cụ thể giống như là kuwashi đúng không? chưa Đúng rồi. Các từ còn lại nhé. Kyokume là chữ gì đấy? Kyokume là chữ gì? Đọc là như này. Thử đánh xem có chữ gì không? Đây, tên bản nhạc nhé. Kyome. Cộng hưởng này. Kome thì sao? công khai Không, công khai không đúng, là cô mê. công mê Cô mê có thể là quang minh, sáng tỏ. Như vậy là đúng là 4, 2, 3. Tiếp theo 4, 5, 6.
Con bay trên dây có âm thanh sống động. này có thanh sử động à? Hôm nay là bật bật âm thanh cho nó kêu để cách cảnh tỉnh các bạn đến giờ nộp bài. Kim Thoa 321, Sam 341, Cư 123, Hải 121, Dung 322, Thùy 211, Tiến 321, Huyền 321. Các bạn thấy ngay câu đầu tiên đã rất nhiều ý kiến khác nhau đúng không? Mà mọi người thấy rõ ràng đây là kanji tưởng chừng rất dễ đúng không nhỉ? Đấy. Tâm địa, may mà nó không có cho xin chi và xin di đấy, nó có cái đấy có khi nhiều thánh ấy chọn. Thì với những cái từ đặc biệt của N5, N4 này buộc là phải phải nhớ rõ ràng cái từ đấy, còn nếu không thì rất là khó để chọn được chính xác nhá. Người ta sẽ cho một vài cái từ kiểu như vậy vào. Nó là những cái từ kanji dễ dễ của N3, N4, N5, nhưng mà nó sẽ tạo ra cách đọc đặc biệt và từ vựng của nó sẽ là từ vựng của N1. Đấy, ví dụ từ kokochi này sẽ là từ vựng của N1 này. Mado akeru to kokochi đúng không nhỉ? Kokochi yoi kaze ga haete kita. Khi mở cửa sổ thì một cơn gió. Kokochi yoi là như nào các bạn? Một cơn gió như nào? Dễ chịu, êm ái, gió dễ chịu êm ái gì đấy. Một cơn gió dễ chịu đúng nhỉ? Thoải mái sảng khoái đúng rồi. Đọc là kokochi nhá. Rất tiếc là nó không phải là kokoro ji hay là kokorochi mà lại biến âm đặc biệt là kokochi, được chưa? Đúng là ba này. Câu số 5. Xin xa cho kore made no ke e hoshi o nani ni suru to nobeta. Đây là chữ đạp và chữ tập đúng không? Đấy, đọc là Toshu, đúng rồi, đáp án 2. Đáp án số 2 nhá. Toshu có trường âm. Chữ tập các bạn có thể nhớ trong từ gì đây nhỉ? Đây này, chữ này này. Tự dưng có chữ tập thôi. Hơi khó đúng không? Bảo là trong chữ nào thì không nhớ. Ví dụ từ shugeki này, tập kích này. Đấy. À, hoặc các bạn nhớ âm Hán Việt, nếu các bạn nhớ âm Hán Việt để tập ấy thì chúng ta có cái chữ gì đây, có một chữ cũng nó đọc là tập đấy, đọc là siêu, thì thông thường là khi mà đồng âm Hán Việt ấy thì khả năng rất cao là sẽ trùng âm onyomi, nhưng không phải tất cả là vậy, các bạn buộc phải đặt cược thôi. Tô siêu nó nghĩa là gì? Tập trước à? Tô siêu là kế thừa đúng không nhỉ? Kế thừa, tiếp nối nhá. Ông giám đốc mới đã bày tỏ, đã nói là sẽ gì đây nhỉ? Sẽ kế thừa cái phương châm kinh doanh từ trước đến nay. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là 2. Các phương án còn lại xem có không nào? Ví dụ như là Tosho sẽ là chữ gì? Đầu xem có không? Đầu không có các bạn ạ. Nói chung là không có mấy cái từ, không có mấy cái từ thường gặp đâu. Nó là những cái từ khác chúng ta không rõ. Này không có này. Đây không có luôn. Câu số 6 nhá. Atarashi seke ni wa ideo sedo no. Cải cách, đây kanji N2 đúng không? Không có chữ nào N1 trong đây hết. Cải cách cự, đúng rồi. Như vậy là 1 này, bạn nào chọn 31, 321 sẽ đúng hết nhá. Cái chính quyền mới ấy, được kỳ vọng là cải cách cái chế độ y tế. Cai cô cự là chữ gì? Cải quốc. Cai quốc cự là chữ khai quốc nhá. Cải quốc. Khai quốc, mở cửa đất nước đúng không? Cai gác cự là chữ gì? Cải mở lớp học. Cai gác cự mở lớp học đúng rồi. Cai gốc cự không có. Cai gốc cự không có à? Thử xem có. Đây, nó ra cái chữ hải ngục thôi, cái chữ hải ngục này chưa thấy bao giờ. Ngục dưới biển chăng? 321 này. Tiếp theo, phần từ vựng này. Sang từ vựng thì nó sẽ không đơn giản như trước. Sợ phần này. Bắt đầu. 1 phút.
Minh Hải 41, Huyền 42, Cư 41, Thoa 41, Sam 41, Dung 32, Thùy 32, Tiến 42 sửa thành 41. Câu số 7. Konoho wa nayo ga muzukashi sugite shoshinsha ni wa nani nani ga takai to mo. Cuốn sách này thì nội dung rất là khó, tôi nghĩ nó làm sao đó với người mới bắt đầu. Các từ này, limit là gì các bạn? Limit, giới hạn này, giới hạn. Giới hạn, đúng rồi. Block là gì? Block. Block, khối đúng không? Block. Khối hoặc là chạm đúng nhỉ? Noruma là gì? Normal normal thường bình thường, bình thường. Không, không phải bình thường. Không. Normal. Noruma là chỉ tiêu Normal. nhá. Chỉ tiêu định mức, không phải bình thường đâu. Normal rồi mới là bình thường. Hà đô đự là gì đây? Có. Khó. Có. Hà đô đự là cái rào cản, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây sẽ là mấy mới đúng? Bốn một đó 4. 4 bốn nha, không phải là một. Có biết tại sao không phải là một không? có chữ Cái tới hát không đi với cao đúng rồi. toán Cái môn đai này này, môn đai số 2 này này, riêng với trình độ N1 ấy thì môn đai 2 này ngoài nghĩa chúng ta còn phải đi, nó còn đi với những dạng cố định nữa cơ. Đấy, thành ra nó cũng không khác gì môn đai 4 lắm. Môn đai 4 là cách dùng từ, nó có những dạng cố định. Ví dụ như những môn đai khác như môn đai như môn, à không phải môn đai khác mà là các trình độ khác như là N3, N4 đấy hay N2 thì thường là chúng ta biết nghĩa. Còn cái gọi là nó đi kèm với cái gì thì chưa có mấy. Ví dụ N2 có một hai câu là chúng ta phải nhớ dạng kèm cố định, còn N1 nhé phải nhớ cái dạng cố định đi kèm. Thì ở đây đi với Takai là Hadoru ga Takai, bình thường mình hay dịch là cái rào cản lớn, thì trong trường hợp này người ta lại hay dịch là, à người ta lại không dùng từ Oki, người ta dùng từ Takai. Đấy, cản trở hay là rào cản gì nhỉ, lớn, có cảm giác như một cái bức tường cao ấy, cũng tương tự như vậy. Như vậy ở đây đã đúng phải là 4 nhé, chứ không phải là limit. Đấy, cái limit nó là cái giới hạn, là cái gì nhỉ, cái một cái phạm vi, nó là một phạm vi hẹp và chỉ nội trong cái phần đó đấy, chứ không phải là gì, không phải là có một cái bức tường chắn để cho cái đối tượng này khó tiếp cận. Với nghĩa như vậy phải là số 4 mới đúng. Câu số 8. Purano wa sudeni katamatte imasu. Cách đọc nào các bạn? Từ đầu tiên đọc là gì các bạn? Osu chỉ Osuji rồi Ô xanh sư di, đúng rồi. Ô sư di là gì mọi người? nội dung ý tính Ô sư di là ý tóm lược chính, đúng cốt rồi. lõi phần Ý cốt chính, lõi cốt lõi, tóm lược đúng không? Ừ. Vậy nếu dịch là phần cốt lõi của kế hoạch đã được gì nhỉ? Đã được củng cố. cố cố định Đúng không? Có vẻ là hợp lý đúng nhỉ? Hai đúng nào? Ohaba Ohaba Ohaba. Ohaba là gì? độ hạn rộng Ohaba là độ rộng, độ lớn, không phải đúng không? Số 3. Okuchi Oguchi nhá. Okuchi Oguchi nó là gì nhỉ? miệng lớn rồi Miệng lớn à, nó không liên quan đến miệng cần lớn, nó là kiểu như là cái ok giao dịch, cái hoạt động, cái số lượng ở mức lớn, không phải là miệng cái lớn này đâu. như trong cái danh sách Số bốn 4 là đai nào? đai tokoro Odai. Đó. Odai Odai. đai Nào. tokoro là nhà tokoro nhỉ? bếp rồi Odai Ủa? là gì? Không phải đai tokoro à? Cái máy Odai lớn là cái mức cao của giá cổ mức phiếu, đúng cao nhỉ? Như vậy ở đây đang đúng, chúng ta phải làm một Osuji. Cái nét chính, cái nét phác thảo, cái tóm lược của kế hoạch là đã được củng cố rồi. Tiếp theo này. Câu 9, câu 10.
Minh Hải 41, Thoa 41, Cư 42, Sam 44, Huyền 4, Kim Dung 42, Tiến 41, Huyền 41, Thùy 41. Câu 9 nhá. Hôn số no kai te nani nani wa 9 gatsu chujun ni hatsubai no yote desu. Câu này thì tương đối là đơn giản rồi. Các bạn sẽ nhớ đấy là kai te bang đúng không? Là 4, có hai cách viết đấy. Một là chữ, người ta hay dùng một chữ khác chữ này cơ. Không phải chữ đính như vậy. Đúng rồi. Chữ đính thôi. Đính, kai te bang. Có cả cái chữ này nữa. Đấy. Bản gì đây? Bản đính chính, bản chỉnh sửa nhá. Bản đã chỉnh lý. Đúng ở đây phải là chữ bản chính xác, không phải là chữ loát, chữ can, à chữ san hay là chữ chí được. Bản chỉnh lý của cuốn sách này thì dự định là sẽ được bán ra vào trung tuần tháng 9. Câu số 10 là một câu tương đối khó. Các bạn thượng sẽ khá là dễ nhầm lẫn giữa 1 với 2. Thượng tuần. Temu torabru no gei o tete deki ni nani nani shi. Sai hatsu boshi ni tori kumitai. Nào, cách đọc của các từ này nào. Từ đầu tiên đọc là Kyume. Kyume, đúng rồi. Có nghĩa là gì mọi người? Làm sáng tỏ. Nghiên cứu. Đúng rồi. Làm sáng tỏ, đúng không? Kyume là làm sáng tỏ. Điều tra làm rõ mọi ngành. Điều tra làm rõ. Số 2 là gì các bạn? Shakume. Shakume, đúng rồi. Shakume nó là gì đấy? Giải thích cho rõ ràng. Giải thích. Ừ, đúng rồi. Giải thích cho rõ ràng, đúng nhỉ? Ghép bởi chữ thích trong từ giải thích đấy. Số 3. Sachi. Sachi. Sachi, đúng rồi. Sachi là gì? Tìm kiếm. Không phải tìm kiếm. Điều tra để biết. Không phải. Sachi là cảm nhận được, cảm thấy nhá. Chữ sát này trong từ sát sư rữ ấy. Chi là biết được. Thì Sachi này có nghĩa là cảm nhận được, nhận biết được điều gì đó. Số 4 là? Sanchi. Tan chi. Tan chi mang nghĩa là gì đấy? Tìm kiếm. Đúng rồi, tìm kiếm, phát hiện. Nào vậy bây giờ nghĩa rất là na ná nhau, đúng nhỉ? Nhưng vấn đề là gì đây? Nó sẽ có dạng cố định đi kèm với lại hai cái. Thứ nhất đó là gen y. Và thứ hai là từ tetekini. Thứ nhất là đi với từ gen y ấy. Thì không thể là gì các bạn biết không? Trong bốn đáp án này. Sai không? Không thể là sachi. Tức là không đi với gen y, chỉ có một cái không đi đấy là Sachi thôi. Còn lại Genin vẫn có thể đi với Tanchi, Shakume và Kyume. Nhưng đi với Tetekini và về đằng sau nữa. Đúng không? Nó còn cả đằng... Tóm lại là để mà chọn được một câu đúng khá là khoai. Nào câu này nào. Một cách triệt để nguyên nhân của gì đây? Của cái lỗi hệ thống đúng không? Vậy thì sẽ là gì? Một là gì đấy? Điều tra rõ ràng. À, điều tra triệt để. Số 2 là gì đấy? Giải thích triệt để. Có đi với giải thích triệt để không các bạn? Không. Giải thích không rõ đi ràng. Với triệt để. Đúng rồi, giải thích rõ ràng nhá, sẽ đi với Akiraka hoặc là Hakiri, không đi với lại Tetekini đúng nhỉ? Với lại cái về đằng sau nó là gì? Nó là Saihatsu Boshi ni Torikumitai là nỗ lực để phòng chống tái phát xảy ra lần nữa đúng không? Vậy thì nếu mà chỉ giải thích không thì không có cái liên kết lắm tới cái vế đằng sau này, đúng nhỉ? Vậy thì đây phải là điều tra rõ gọn ngành. Đúng nhất phải là đáp án số 1 nhá. Ichi. Tan chi là tìm kiếm phát hiện. Nó là gì? Nó là chúng ta lần mò những cái thứ mà được ẩn giấu. Đấy. Thì trong trường hợp này nó cũng sẽ không hợp lý lắm đi với cái này. Đi kèm với lại từ tan chi thông thường phía trước nó là những cái từ như là doko. Từ doko là hay đi kèm với lại từ đấy nhất. Đô cô ở đâu ấy? Đô ở đâu ấy? Đô cô đây, chữ Hán là chữ gì nhỉ? Cái động cơ, cái ý hướng ấy, cái ý định nhá. Ví dụ như là tekino hoặc là aiteno đô cô tanchi suru, đó là phát hiện, tìm kiếm đúng nhỉ? Cái động cơ của đối phương, của địch. Như vậy đúng đây phải là một. Tiếp theo chúng ta sang câu 11. Ba câu luôn mọi người nhé. 11, 12, 13.
Bây giờ Hoa là 342 này, Huyền là 341, Minh Hải 343, Sam 342, Cư 342, Tiến 342, Minh Hải 342. Chắc là mọi người đều thấy rằng rõ rằng là ba câu sau này là dễ hơn bốn câu đầu tiên đúng không? Câu 11. Katakana no soto di wa nani nani no de namae o kaku toki wa kiotsukete kudasai. Chữ so và chữ di trong katakana bởi vì nó làm sao đó mà khi viết tên hãy cẩn thận. Các phương án đầu tiên, đáp án 1, chữ này đọc là gì các bạn? Nayamashi. Nayamashi có nghĩa là gì mọi người? Buồn Đau khổ đau. phiền não gì đấy. Nayamashi là đau khổ phiền não. Có đúng Đúng không? nhá. Không, Không. không. Không đúng nhỉ? Số 2 nào? Utagawashi. Utagawashi. Utagawashi có nghĩa là gì? Nghi ngờ. Đáng nghi ngờ. Nghi ngờ, đáng nghi đúng nhỉ? Utagawashi. Số 3, số 4 lại không biết kanji. Số 3 là gì nhỉ? Magirawashi là chữ gì đấy? Chữ Chữ phân 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 trong từ phân phân vân đúng không? Đấy, phân tán. Magirawashi có nghĩa là gì nhỉ? dễ nhầm dễ lẫn nhầm lẫn dễ dễ nhầm nhầm lẫn lẫn, đúng rồi. Và số 4 này, Wazirawashi là chữ gì đấy? Chữ Hán là chữ gì? Chữ phiền nhá. tâm Trong em từ phiền phức. Vậy thì ở đây hợp lý nhất với cái ngữ cảnh này phải là đáp án ba đúng không? ba Dễ nhầm lẫn hai chữ này. Hai chữ này làm gì đã dễ nhầm lẫn bằng chữ gì nhỉ? ừ chữ sô chữ ừ Đúng rồi, chữ xô chữ ưng. Câu số 12 này. Kono gyōsha wa sakana wo Kanzume. kanzume ni nani nani shi sore wo kaigai ni yūsutsu shiteiru. Cái nhà cung cấp này ấy, họ đang gì đó cá vào trong hộp và họ xuất khẩu ra nước ngoài. Nào, các phương án cách đọc nhá. Một là gì? Hình cộng Tên à hình cộng tên cẳng có nghĩa là gì các bạn? chuyển thay đổi đổi à Tên cẳng là thay đổi, chuyển đổi. hên mà sensei Không đúng, đúng nhỉ? đúng không chứ là chữ hên tên mà là hai sensei tên À mà xin là lỗi, hai chứ hên 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 cẳng. Còn tên cẳng là số 2. Tên cẳng là gì? chuyển đổi Cũng là chuyển Vẫn đổi thế, hai từ này nghĩa có thể nói là gần giống nhau. Số 3 nào? sai sai cư cô sai 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 cư. Đúng rồi, sai cư nhé các bạn nhé. cư Sai cư có nghĩa là gì đấy? tỉ mỉ chi tiết Không, không phải tỉ mỉ chi tiết. Sai cư có nghĩa là chế tác, chế tác làm ra những cái thứ kiểu như là những cái đồ vật một cách gì nhỉ, một cách chi tiết công đấy, giống như là đồ mỹ nghệ, đồ trang sức ấy, dùng cái chữ này. Số 4 là gì? à, cô các cô Kako là gì nhỉ? gia công gia Chế tác công gia gia công kanji là gia chế công nhưng mà nghĩa là chế biến đúng không? tác chế Chế tạo biến gia công, và đây hợp lý là 4 đúng nhỉ? Chế biến cá nhá, đừng dịch là gia công cá nghe okashi lắm. Tiếng Việt mình chỉ có gia công quần khí áo, gia công vải thì gia công quần áo, gia công gỗ thôi đấy. Còn còn trong trường hợp này mình phải dịch là chế biến. Câu số 13. Câu 13 chúng ta có cái hint tội là từ gì đấy? Xạ in xạ xin xin tên 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 là một sự kiện thì phải dùng từ tổ chức mời chứ thôi thôi phải dùng đúng chữ rồi. Số thôi 2 cách đọc nào. Số 1 là gì các mời bạn? ô sự Hồi đó cố sức đúng nhỉ? Hồ đô cô sarite là gì nhỉ? Hồ đô cô có nghĩa là gì các bạn? Có nhiều nghĩa. Được thêm vào hành đúng thực không? hiện Được thêm thêm vào vào, gắn được thực vào hiện và gì nhỉ? Bố thí đúng không? Ít nhất là ba nghĩa đấy nhá. Số 2 là gì nhỉ? Moyo Moyo osarete đúng nhỉ? osai Ý nghĩa là tổ gì? Từ này có hai nghĩa. chức Một là tổ chức, hai. họp cuộc thôi họp tổ chức Không không. Thứ hai cảm ví dụ thấy như kết thúc là à cảm thấy kết Nemukeo Moyo. à buồn ngủ á à, cái Cảm gì nhỉ thấy đúng không? cảm thấy buồn ngủ Số 3 nào? mô kì Mokedarite đúng nhỉ? ok Là Moke được là thiết lập này. Thế số 4 là gì? Agi à Agerarite. Agerarite Agerarite.
Cái chữ cử này thì nó mang nghĩa gì các bạn? đưa Leo ra, lên, đưa lên, đeo lên, đúng rồi, nêu ra, tổ chức, đưa nêu lên. ra, nêu lên, đúng không? Thế đây cái bối cảnh là xã Sinten nhá, thì đúng nhất phải là đáp án số 2, đó là Hai rồi. Moyo ở sảnh của ủy ban này, thì một cái triển lãm ảnh bởi các nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã được tổ chức, đang được tổ chức. Tiếp theo chúng ta sang phần từ đồng nghĩa nhé. Sam Sam 124, Kim Dung 224, Minh Hải 223, Cư 323, Thoa 134, Hà 224, Tiến 214, Huyền 224. Câu 14 này. Yamada sensei ni shokuhatsu sarete gaka no michio kokorozashimashita. Động từ gốc shokuhatsu mang nghĩa là gì các bạn? Các bạn biết không? Shokuhatsu mang nghĩa gì? Truyền cảm hứng Truyền cảm hứng, đúng rồi. trên cảm Khích lệ, động viên, truyền cảm hứng. Vậy thì nó là đồng nghĩa với bốn cái nào, nó đồng nghĩa với cái nào nhất? hai ba hai chứ nhật Khích chứ lệ hai, đúng rồi, số 2. Đáp án hai là gì nhận đây mọi người? nhận cái sự Shigeshio kích ukete, đúng nhỉ? Mình đừng dịch là nhận được sự kích thích nhá. Đấy, nhận được sự kích thích từ sensei nghe nó okashi lắm, nghe nó hơi đen tối. Thì ở đây là gì nhỉ? Hay là tại sensei đen tối? Ở đây như kiểu là gì đây? Được được thầy động viên đúng không? Được thầy truyền cảm hứng. Đấy. Được khích lệ đấy. Thì tôi đã gì nhỉ? Tôi đã quyết chí con đường trở thành họa sĩ. Số 1 là nhận được sự chỉ bảo đúng không? Chỉ dẫn này. Số 3 là nhận được sự gì đây? Nhận được sự giúp đỡ. giúp đỡ. Sự giúp đỡ này nó khác với lại được gì nhỉ? Được 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 động viên với lại được truyền cảm hứng nhiều đúng không? Không không giống nhá. Và số 4 là nhận được sự đánh giá, không phải, đúng nhất đây phải là số 2. Số 15. Một từ chắc có bạn chưa gặp bao giờ. Thiago no interview de senshu tachi wa sugasugashi hyojo de shitsumon ni kotaete ita. Ở trong buổi phỏng vấn sau trận đấu ấy thì các vận động viên đã trả lời câu hỏi với một cái khuôn mặt với một biểu cảm rất là suga sugashi. Hứng Kanji thú là chữ gì mọi người? chi tiết Bạn biết không? cái Suga này không sugashi. biết cần gì à? Đây Không chữ có này cần nhá. gì Chữ Hán là chữ thanh. Đấy, một ừ. biểu cảm rất là như Sảng nào? khoái Rất là gì sảng ta khoái, tươi rất là ta dễ chịu đúng không? sảng khoái da Thì cả là đồng nghĩa tươi với da cả à mà Sawayaka, đúng rồi, số 3. Số 1 là Hotoshita là an tâm. nhẹ nhõm yên tâm Thở phào nhẹ nhõm, không phải thở này. Số 2. Kofunshita là gì nhỉ? phấn kích Hưng động phấn, phấn khích, đúng nhỉ? Số 4, hứng Shinkenna. thú nghiêm Nghiêm túc túc, nghiêm nghiêm túc, túc không, trong ba câu chắc câu 16 dễ nhất. Konohe ya ni aru kagu wa dore mo kansou Cảm na xúc. design no mono datta. Những cái đồ nội thất ở trong cái căn phòng này ấy, nó đều là những cái thứ có cái thiết kế canso là Simple. gì, đơn giản Hơi đúng đơn không? giản.
Như vậy là chỉ có 4 là 4. Đúng đúng nhỉ? Xin cư đự nhá. À, một là cư đự là gì các bạn? Cư đự na là gì? Lạnh lùng. Lạnh lùng, khô cool, đúng nhỉ? Modana là gì mọi người? Modern. Đại à? Modern. À, hiện đại. Đại, đúng rồi. Unique là gì? Độc nhất. Độc đáo. Đúng nhỉ? Rồi đúng, đây là 4 nhá. Bạn nào chọn 2, 3, 4 là sẽ đúng hết cả 3 câu này. Tiếp theo. 17, 18, 19. Thành nào giờ mới đang kết nối đang tiếng tiếng kết nối vào buổi học. Kim Thoa 123. Kim Dung 123, Minh Hải 432. Sam 134. Cư 131, Huyền 123. Tiến 23, Thùy 134. Tiến 123, Hà 231. Câu 17 này. Kare no tanjoubi party no junbi wo yujin su nin to hisoka ni susumete iru. Nào chúng ta xem nhá. Cái đây có từ là từ Hisoka Nhi. Các bạn có biết kanji này nếu viết à, chữ này nếu viết án tự nó là chữ gì không? Chữ mật. Mật. Đúng rồi. Hisoka Nhi mật trong từ gì? Himitsu đúng không? Đúng rồi. Vậy thành ra cái nghĩa của cái từ Hisoka Nhi nó là gì nhỉ? Bí mật. Lén lút, bí mật, âm thầm. Đúng rồi. Thì đồng nghĩa với? Một. Kosori. Nhá. Kosori. Đúng rồi. Đấy. Tôi đang xúc tiến đúng không? Tôi đang tiến hành một cách âm thầm với một vài người bạn để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của anh ấy. Harikite là gì mọi người? Khăng khăng. Harikite là gì đấy? Khăng khăng đúng không? Hăng hái. À không, không phải. Cái từ Harikiru này nó là hăng hái nhá. Hăng hái. Phấn khích. No, nombiri là gì? Ung dung nhàn nhã. Thông thả. Ung dung nhàn nhã thong thả. Isoide. Gấp vội vàng không đúng đúng không? Câu 18 này. Câu 18 có hai đáp án dễ nhầm đấy là 23. Takahashi senshu wa kotoshi no taikai e no sanka o dannen shita rashi. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Nghe nói là vận động viên Takahashi ấy đã cái việc tham gia đại hội năm nay. Kimeta là gì? Quyết định. Quyết định. Số 2 là gì nhờ? Từ bỏ. Số 3? Từ chối. Và số 4 là gì? Mong muốn. Nozonda là lâm trận, là chữ chữ lâm hoặc là mong muốn đúng không? Nếu là chữ vọng đúng nhỉ? Đấy. Thì cái chữ này nó ghép bởi chữ đoạn đúng nhỉ? Đoạn này có nghĩa là gì? Bình thường dùng kotowaru là gì đấy? Từ chối rất nhiều bạn chọn của tô ga tự này đúng không? Như rất tiếc ý, từ đan nên này này nó là cắt, trong trường này nó mang nghĩa là cắt. Nên đây là niềm đúng không? Một cái ý định gì đấy, cắt cái niềm đó đi đúng nhỉ? Thì nó gần nghĩa với lại cái gọi là akirameta nhá, từ bỏ đúng nhỉ? Tất nhiên đấy là gọi là dịch từ từng chữ cấu thành, còn nếu mà tra từ điển ấy thì đan nên người ta sẽ dịch nghĩa đấy là từ bỏ chứ không phải là từ chối. Như vậy đúng, đây phải là số 2. Câu số 19, câu này có thể có chắc là tương đối là đơn giản trong ba câu. Doryoku sureba
Onozuto kekani arawarete ikuru. Nếu mà nỗ lực ấy thì onozuto kanji là chữ gì các bạn? Tự tự Đúng rồi. Ono onozuto. Đây đúng không? Nó sẽ dễ nhầm với chữ gì mọi người nhỉ? Mizukara đúng không nhỉ? đi xem cả Bạn lưu ý khác nhau nhá. Mizukara bằng nghĩa gì? chị bình Đúng rồi, jibun de. Đấy, như vậy. Ở đây phải là Izen-ni đúng không? Nó sẽ tự nhiên được thể hiện ở kết quả thôi. Dandan là dần dần, Hakiri rõ ràng, Zettai-ni là tuyệt đối. Vậy đúng lại 1, 2, 3 nhé. Tiếp theo sang phần cách dùng từ này. Hoa ba. Hoa ba. Dung ba, tiến hai. Sam ba, cư ba. Hà ba, thùy ba. Huyền một. Chúng ta chữa. Lúc nào mà các bạn thấy Di đang nói Di ngừng lại là Di đang ngứa họng, muốn ho nhưng mà không ho được nhá. Câu 20. Chữ Hán là chữ gì nhỉ? miễn trừ Miễn men rồi trừ, miễn đọc là trừ gì? men rồi Menjo, đúng rồi. Menjo dùng trong ngữ cảnh nào? em biết mỗi miễn trừ thuế nên là Dùng trong ngữ cảnh nào? Liên quan đến gì đây? tiền Liên bạc quan đến thuế, đúng không? Rồi thì thế phí, đúng em không? biết mỗi thuế thôi Thuế, phí này, nói chung là những cái liên quan đến tiền bạc, đúng nhỉ? Như vậy ở tiền đây bạc chỉ có một cái hợp lý là ba, đúng không? Ba là gì đây? Hải Hải, dịch dây cô ba nào? Là những cái người mà đạt thành tích ưu tú trong trong kỳ thi nhập học ấy thì được miễn tiền nhập học. Đúng rồi. Là số 1 các bạn nhé. Kahio ni nen kan. Đây là gì nhỉ? Tai no suru to zidoteki ni kais kara menjo saremas. Lý Nếu quá. như nộp chậm tiền hội phí 2 năm thì sẽ tự động bị miễn trừ khỏi 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 công ty, không phải đúng không? Bị làm sao? Khai trừ bài Khai khai trừ, trừ nhưng mà bị khai bị khai trừ trừ trong tiếng Nhật là gì? khai trừ Cái đánh rổ đánh tài biết đại bị gì trừ đây, bị khai trừ, bị gạch tên, bị xóa tên khỏi một tổ chức ở trong tiếng Nhật, người ta dùng từ jome các bạn nha. cho đồ mê mê Đúng rồi, chữ này tắc số số rổ 2 này. cái tổ chức San nen go ni mo ichi do shiken o uke nai to kono shikaku wa menjo saremas. 3 năm sau nếu như không tham dự lại kỳ thi thì cái tư cách, cái giấy phép này sẽ bị làm sao? hạn Bị gì nhỉ? Bị giấy phép này sẽ dịch cả cửa bị làm sao? Hải, em dùng từ gì? dịch cả cửa Chỉ từ các cự mất không, chỉ các cự là mất 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 chức chứ, mất mất chân chứ. mất quyền lợi mất 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 tư chữ cách thất chữ cách ấy. Khác rồi. không phải à thất cách là dùng cho một người các bạn ạ. Còn với trường hợp là có giấy phép, có giấy tờ rồi mà không thi, cái đấy sẽ hết, sẽ không còn nữa ấy. Đấy, như kiểu là cái giấy phép sẽ bị cắt, bị tịch thu đi, thì trong tiếng Nhật Hết người ta hạn dùng cái chữ khác nha. hết hạn thì như là cái gì nhỉ
Ime à rồi. Kigen à? À cái gì? Haku. Ba chữ. Chữ này nhá, hakudatsu Ừ. dùng cho việc một giấy Rồi. tờ gì đó đúng nhỉ, bị tịch thu, bị mất hiệu lực quá khi quá một thời hạn. Câu số 4, ugai o sureba kaze no menjo ni narimasu, nếu như súc miệng thì sẽ gì đó cảm cúm. Chữa khỏi ốm, cảm cảm cúm. Chữ khỏi á, sẽ làm sao đấy, Miễn dịch. miễn dịch? Không, không đúng. Phòng tránh được Yobo. Đúng rồi, phòng tránh. Yobo. Phòng tránh miễn Câu 21 nhá. nhiễm ran bưng ranh cửa. Câu 21. Kim Dung 1, Huyền 1, Sam 1, Thoa 3, Cư 4, Minh Hải 3, Tiến 3, Thùy 2. Chúng ta cùng xem câu 21. Bưu đăng cự. Bưu đăng cự nó là gì nhỉ? Đen. Hả? Ý, Viết không kanji đó phải là chữ gì đấy? à quên, break cự mới là lăng một lăng cái space chỉ biết đó là trống em rỗng chứ khoảng trống chả chả biết nó là gì. ấy nhỉ? Nhầm, ở đúng rồi, khoảng trống. Chữ này đúng không? Khoảng trống, đúng nhỉ? Trong bài hát rất nổi tiếng của Taylor Swift đấy. À, nghĩa của nó là gì? Blank cự. Trống trải trống Trong rỗng tiếng Nhật, nó là khoảng trống, đúng nhỉ? và khoảng trống Khoảng ạ. trống về Chịu mặt rồi. Chọn đáp thời gian. thời gian Câu số 1 là là Ninen no blank ga ni shinpai datta ga sengetsu kara shokuba ni fukki shita. Tôi đã rất là lo lắng bởi vì tôi để trống mất 2 năm, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã quay lại nơi làm việc từ tháng trước. Hintotto là gì đây? Ninen đúng không? Khoảng trống nên thời gian nhá, nên đúng đây phải là 1. Câu số 2. Jugo hun hodo blank ga ni shimasen ka? Minna tsukareta yo dashi. ok Đúng rồi, ok QK, đúng không? ok Không thể là chúng ta để trống 15 phút, mọi người đều có vẻ mệt đúng không? Đây là QK này. Đấy. Đây cũng là một cái cách để chúng ta kết hợp lại để làm bài. Thử thay bằng từ khác. Nhưng mà tất nhiên sẽ có những cái đáp án mà thấy cái nào nó cũng có vẻ ổn, khó thay. Câu 3. Present no sai chua kincho si chatte. Atama ga blank datta yo. Nhiều bạn sẽ dịch là đầu đầu trống rỗng. đầu óc trống Đúng. rỗng. Trong Hợp lúc thuyết trình ấy thì tôi quá căng hợp thẳng nên là đầu đầu óc trống rỗng thì không dùng này các bạn nhé, người ta dùng một cái dạng cố định, các bạn biết người ta dùng từ gì không? lý răng Đầu óc ra trống rỗng là nhỉ. người ta không dùng cái dạng trống rỗng Phura đâu, người ta không dùng cái từ mang nghĩa trống rỗng, người ta dùng cái từ đầu óc trắng xóa, masiro. phura Cái từ từ đó này là này, trắng atama ga masiro ninatte shimatta là đầu óc rỗng tuếch trắng xóa đấy, là dùng từ này nhá, lưu ý đấy. Câu số 4. Blank cự là nhiều bạn lại dịch là làm trống đấy đúng không? Làm trống dữ liệu quan trọng không phải. Từ này phải là gì nhỉ? Tôi đã lỡ dữ liệu quan trọng. xóa mất đi, Lỡ gì? Xóa xóa bỏ mất đúng đi rồi. Chắc là gì đây? Sakuzo. Sakujo. Sakujo là thông thường là kiểu xóa dòng. Đúng nhỉ? Còn xóa Cái si tê mắt Đen, 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 Derito, đúng rồi. đen tụ
Đề đi tổ nhá. Thằng tí Hoặc là từ gì đây? Hoặc là từ dù dù gì gợi ý nào? Kishimata được không ạ? Kê sự thì đương nhiên là được rồi. Kê sự là xóa thì nó là từ vựng đơn giản thôi. Thích thì cho dùng này, kê sĩ tê này. Sao Cho không gì? Từ này nha. Show kiểu đúng nha. Sakujo, nãy thì bảo không được nhưng mà thật được. Sakujo thì là xóa đoạn văn nhưng mà có thể dùng cho xóa dữ liệu. Đấy. Đúng đây là Ichi. Tiếp theo câu số 22. Từ vựng quốc dân. À. Lời thánh nhỉ. Yếu kém. Cái từ này nó hỏi nó ra 4 lần trong tất cả kỳ thi rồi. Bây giờ là gì? Kim Dung 3, đây đang đọc đây. Minh Hải 4, Hà 3, Cư 3, Thùy 4, Sam 2, Hoa 4, Tiền 4, Huyền 3. Từ này đọc là gì các bạn? Cô ta được. Okotaru. Có nghĩa là gì nhỉ? Sao đây nhãng lơ sao đấy. nhã Sao nhãng, đúng không? Bỏ bê, chảnh mảng. Đấy. Một cái quá trình gì đó. Câu 1 này. Kino kaisha o okotate egao mini iteshimata. Hôm qua tôi đã sao nhãng công ty và đi xem phim. Câu này là gì? Phải dùng từ gì mới đúng? Sabote. Nghỉ. Đối với lại một cái tổ chức, một cái nơi nào đó khi mà mình lơ đãng, mình lười, mình nghỉ ấy, thì mình dùng từ gì? Sabote Yudan không công thầy? việc. Sabote, đúng rồi. Từ này nha. Các bạn có thể dùng từ sabote này cho công ty hoặc là trường học. Đấy. Hoặc các bạn dùng từ nghỉ cũng được. Yasunde. Câu số 2. Isogashi toki wa ryōri wo okotatte kattekita bento de sumasu koto mo aru. Lúc lười ấy, thì tôi sao nhãng nấu ăn và tôi ăn cơm hộp mà tôi mua. Sao nhãng nấu ăn vẫn ok là đúng không? Nhưng Nghe mà vậy hợp rất lý. tiếc trong trường này nó không dùng đúng nhỉ? Đấy. Ăn. Thông thường cái bối cảnh của cái từ okotaru nha các bạn nhé, là một cái rất cần thiết để đạt được một cái gì đấy và mình sẽ không được bỏ bê lơ là cái quá trình đó thì sẽ dùng. Còn cái này mình sẽ không dùng mà mình phải dùng từ gì? Lúc Làm bận thì ăn đi. tôi làm sao? Làm ăn. Làm ăn Tôi kia rồi không nấu ăn. nấu ăn. Nấu Đúng ăn. xin này Xin đấy. này. Đúng nhỉ? Dùng từ đơn giản thôi, cũng không dùng nama kê đự đâu. Không dùng là lúc bận thì tôi lười nấu ăn nhá, không dùng. Câu số 3. Kare wa donna kuro mo okotarazu ni itsumo sekkyoteki ni shigoto ni torikundeiru. Anh ta dù có vất vả khổ cực như thế nào cũng không sao nhãng, cũng không lơ là. Cái đây phải là Aki không làm sao các bạn? Aki Không từ ra bỏ, lực. Đúng rồi, không từ bỏ. Akira Akira mezuni, mezuni đúng nhỉ? Không từ bỏ và đang rất là đang nỗ lực một cách tích cực vào công việc. Câu 4 này. Seiko kachi toru tame ni wa hibi no doryoku wo okotatte wa ikenai. Là gì để mà thu được thành công ấy thì không được gì đấy sao nhãng
không được sao nhãng, không luyện được bỏ bê đúng không nhỉ? Cái luyện tập nỗ lực hàng này, ngày, như vậy nỗ lực đúng đây hàng là ngày. 4 nhá. Hiểu không bằng? Tiếp theo. Câu số 23. Cô biết được rồi. Kim Thoa 3, Minh Hải 3, Thế Thùy 1, Phạm Hà 3, Sam 3, Cư 3, Huyền 3. Câu 23. Từ này đọc là gì mọi người? Mikomi. Mikomi. Mikomi, đúng rồi. Mang nghĩa là gì nào? Dự đoán. Hy vọng, triển vọng, À, khả năng. triển vọng, khả năng, đúng không? Khả năng. Ừ. Kano C đấy. Là số 1 nhá. Kyo wa kore kara. Torii Hikisaki ni uchiawase ni iku mikomi desu. Câu này Yote. phải thay bằng gì mọi người? Yote. Đúng rồi, thay bằng yote. Hôm nay có dự định là sẽ đi gì nhỉ? Uchiawase là đi 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 làm gì đấy? Đi Bàn học, bạc đi với khách học. hàng. Đi bàn bạc với khách hàng, với đối tác đúng không nhỉ? Từ bây giờ. Câu số 2. Shuui no mikomi ni kotaete subarashii shigoto nasi togeta. Tôi đã hoàn thành công việc một cách rất là hoàn Tuyệt hảo, vời. hoàn chỉnh, tuyệt vời. Đáp Đáp ứng. lại. Đáp lại gì mọi người? Sự hy vọng, kỳ Đúng rồi, đáp vọng, lại kỳ một chút hy vọng. vọng. Từ gì nhỉ? Kitai. 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 Số 3 nào. Tanaka san wa raishu ni wa tai no mikomi desu. Anh Có triển vọng Tanaka ấy là có triển vọng, có khả năng là sẽ ra viện vào tuần sau, đúng không? đúng 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 không nhỉ? đúng Dự đoán về một điều xảy ra trong tương lai nhá. Một trong các khả năng xảy ra trong tương lai. Đáp số 3. Câu 4. Mikomi mo shinai tokoro de mukashi no yuji ni atta là gì đấy? Tôi đã gặp người người bạn ngày xưa ở một nơi mà tôi không không ngờ ngờ đến đến. Đúng rồi, không ngờ đến. omoi Nơi là không cái ngờ này đến phải là từ gì mọi người? omoi Omoi là cái này. gakenai. Rồi, omoi gakenai. Thì mới đúng. Tiếp theo. Câu số 24. Được. Thắng đế. Kim Thoa 1. Sam 1, Minh Hải 1, Phạm Hà 4.
Cư 4, Huyền 1, Dung 2, Tiến 4. Câu 24, từ này đọc là gì các bạn? Mitanai. Mitanai. Đúng rồi, Mitanai. Mitanai này mang nghĩa gì? Nhỏ, không đạt. Không đạt, không đạt nhá. Tin tội của nó sẽ là Sư điều nhị Mitanai. Không đạt một số lượng nào đó. Đáp án đúng là mấy? Một ạ. À, đúng là một, đúng nhỉ? Là gì đây? Nơi tôi sinh ra là một ngôi làng nhỏ mà gì đây? Không đến, đúng không? Chưa đạt, 500. Chưa được 500 người. Chưa từ. Câu số 2 nào. Kai gi shi ryo ga san nin bun mitanai kara copy shite kite. Bởi vì là tài liệu cho cuộc họp ấy. Tarinai. Đúng rồi. Đang không đủ cho 3 người, đây là phải là tarinai. Ô sensei, cái từ tarinai này người ta họ nói taranai sensei. Có hai cách đọc mà, tarinai và taranai. À thế à? Hai cách đọc giống nhau. Em tưởng câu số 3. Do ganbatte mo ego ryoku de wa Tanaka san ni mitanai. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cái khả năng giao tiếp tiếng Anh ấy tôi không đạt không anh bằng. Tanaka. Phải tôi làm sao? Không bằng. Tôi không bằng, đúng rồi, tôi không bằng thì dùng từ gì? Oyobanai. Không, cái đấy người ta không dùng cho cái năng lực nhá các bạn nhá. Người ta dùng người ta dùng từ này, người ta dùng từ kanau ấy, kanawanai. Kanawanai. Hoặc là có thể dùng từ katenai nhá. Không thể thắng được anh ta. Câu số 4 nào. Toten no sabisu ni tsuite nani ka mitanai ten ga areba gokinyu kudasai. Nếu có cái điểm nào mà không có điểm nào đó không không đạt về hài cái dịch lòng. Vụ. Đây phải là không, không làm sao mọi người? Không hài lòng. Mantoku sinai. Đúng rồi. Fuman. Mantoku sao lại mantoku được? Mantoku là hài lòng chứ, đây là phải là fuman đúng nhỉ? Mantoku sinai. Đúng đây à, ở mantoku sinai. Đúng đây là ichi được chưa? Tiếp theo từ cuối cùng này. Giới hạn. Câu 25. Thế Thủy 1. Minh Hải 2, Sam 4, Dung 2, Tiến 1, Cư 4, Thoa 1, Hà 2, Huyền 1, Sam 2. Rồi chúng ta xem câu 25 nhá. Câu 25 từ này đọc là gì mọi người? Yusu. Ừ. Yusu, đúng nhỉ? Có nghĩa là gì các bạn? Dẫn đầu. Tốt có số má. Có số má, đúng không nhỉ? Có số má, tốt đầu, dẫn đầu. Câu 1. Kono shouhin wa yusu desu no de urikire no bai mo gozaimasu. Cái sản phẩm này bởi vì có số má à? Không biết cho nên chọn đại. Không phải. Cái sản phẩm này bởi vì số lượng có hạn các bạn nhá. Có hạn. Đúng rồi, số lượng có hạn. Suryo gente. Cho nên là có sẽ có trường hợp là bán hết. Câu 2. Kono kuni wa sekai demo yusu no komugi seisan koku da. Đất nước này là một đất nước sản xuất bột mì có số má ở trên thế giới, đúng không? Đúng, đúng. Đúng, đúng nhỉ? Số 2 nhá. Nó dùng thông thường cái từ yusu ấy hay dùng cho đất nước, cá nhân, tổ
đất nước với lại hoặc là tổ chức công ty chiếm giữ một vai trò quan trọng. Câu 3. Kaigide hantai ikeo no nobeta hito wa yusu no midata. Cái người mà bày tỏ ý kiến phản đối trong cuộc họp ấy chỉ có số má, chỉ có vài người đúng không? Vài người là gì? Vài người là tư nhiên các bạn nhá. Câu số 4. Ikutsu mo no ao hikaku kento shi sono naka kara yusu no ao o eranda. Đã làm gì? So sánh một vài phương án này, xong là xem xét và chọn ra phương án gì đó trong trong các phương án đấy. Ít cái chữ cả. Đúng rồi. Y cứ tự cả hoặc là gì hả Hải? Hoặc một từ nó giống giống cái kiểu này nào. Phục cư sư Một nhá. vài à cư sự Phục cư sư một vài đúng nhỉ? Số nhiều. Khi mà làm đề này này, bạn nào học kỹ Mimikara rất là thích. Bởi vì là cái đề này trong cái phần cách dùng từ còn đến tận 5 trên 6 từ là trong Mimikara. Đấy, ở trong mấy cái từ này thì có mỗi cái từ Mitanai là không có trong Mimikara thôi, còn lại đều có trong Mimikara hết. Nhưng mà có những năm, đặc biệt những năm gần đây ấy, là có theo có xu hướng là không ra trong Mimikara nữa. Có những năm mà chỉ có một từ. Thì chúng ta phải muốn làm được cái môn đề này thì bắt buộc cái gọi là goi ideal cự nó phải rất là mạnh. Mà muốn mạnh thì phải làm sao? Phải làm rất là nhiều đề, đọc rất là nhiều tài liệu, tích lũy thêm thì gặp từ đấy mới biết mới làm được, chứ nếu không thì cũng rất là khó nói đúng không nhỉ? Thôi cứ đi thi đi, đi rồi về chúng ta sẽ biết.